răng xin kính chào các bạn mà chúng ta đang đứng tại sân vận động của trường. Trời ơi, nói đàng hoàng thì nói còn không đi ra nha, người ta quay phim. Anh quay để em nói được nghe ha. Dăm gió đi mẹ, dăm gió. Trật tay biên. I love you.
2. Ghi được âm không? Bình luận. Có. Mic không? Có cần đâu. Đấy, đâu. Đấy, không? Đấy, không? Đấy, xin chào quý vị khán giả. Hôm nay là từng thuật trận đấu giữa ba khóa K11, K12 và K10 của trường công nghệ sinh học và ứng dụng Moscow. Đây là trận đấu giữa K10, 12 và K10. Trận đấu diễn ra rất là quyết liệt. Bóng đang thuộc về các cầu thủ K12, những cầu thủ rất là tài năng. Bình tĩnh. Đây là cầu thủ mang áo số 7. Anh rất kỹ thuật. Vâng. Anh vừa sút về khung thành của mình. Còn đây là chị Lương, phòng em. Một quả phạt góc cũng chuẩn bị diễn ra. Vâng, rất là đẹp mắt. Đây là cầu thủ số 6. Anh đi bóng rất là hay. Có số đâu mày? Có kìa, mình tự đặt thôi.
Đây là cầu thủ mang một cái tên rất là hay. Anh mang số 8 của đội K12, Nhật Huy. Nhưng mà dịch sang tiếng Nga rất là buồn cười. Còn đây là anh Tùng. Có người có thể nói là béo nhất ốp. Anh em mang số 9 có thể nói như là một thần gió. Anh là fan của Real, mà Real năm nay chẳng được cái gì hết. Một cái chọc khe bóng, sút, goal. Anh Lâm được mệnh danh là Benzema của Real. Pha dứt điểm rất là lạnh lùng. K11 của mọi người đã thôi nhá, có bình luận lên đây. Thời gian bao nhiêu rồi? 11 phút. Tối nó là áp lên 2 VL. Thanh người, đây là anh Hoàng, võ sư, chuyên điên cầm muộn. Còn đây là hội cổ động viên, chẳng có vũ gì mà suốt ngày ăn. Bên này cổ động viên này rất là nhiệt tình. Mình xin giới thiệu đầu tiên là quên tên rồi. Đầu tiên là ai nhỉ? Quên mất tên. Đào. Nữ sinh chân dài nhất trường. Thứ hai là Cúc. Quay mặt hết ra đây nào. Thứ ba là Tiên, Phương, rồi bà chị Dôn. Dạ, tôi xin thông báo một tin rất là hot. Là giải thưởng của giải đấu rất là to. Khoảng 2-3.000 đô rồi đấy. Nhà tài trợ chính hôm nay là công ty sữa Vinamilk. Nhưng mà ai tiền đầu tư? Số 26. Phía xa xa là số 26. Kagawa đang đi đái. Một pha phạt góc có thể dẫn đến bàn thắng. Nhưng mà để ý là đồng hồ nó có chạy không chứ? Nó không chạy là không khỏe. 15 thì phát bóng lên. Cắt bóng luôn. K10 đá rất hay. Nhưng phải tẹo cặp K11 cơ. Và cầu thủ bị chấn thương. Hôm nay tổng số trận đấu sẽ là 12 trận. Mỗi trận diễn ra 15 phút và 4 trận cuối sẽ diễn ra 10 phút. Và mệt quá phải đi ăn đã. Cho bình luận sau. Một phút nữa nha, một phút nữa. Vâng, trận đấu chúng ta sắp kết thúc rồi, chỉ còn vài giây nữa thôi. Các cầu thủ hai bên đội đang tranh thủ tạo những kiểu dáng đẹp trước ống kính để kết thúc trận đấu. Một phút nữa. Đây là bình luận viên chúng ta đang ở trên. Vâng, đây là gói lay, một đặc sản của nước Nga đang được cung cấp cho cầu thủ.
Mình phải đi đón như Messi. Sút. Vào không? Vâng, vâng, vâng. Mới trúng bụng một cầu thủ K12. Nút vào góc này. Hết vào bàn góc. Hết vào góc này. Một bàn góc cuối cùng. Bốp xe nhi. Tôi ra ngoài anh ơi. Tôi ra ngoài. Xuống ra ngoài là thắng. Trả 10 xuống ra ngoài là thắng. Hết giờ rồi. Nốt nốt đi. Hết giờ nhá. Hết giờ. Vào. Vâng, thưa quý vị, trận đấu thứ nhất đã kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về đội K10. Một trận đấu rất là hấp dẫn. Thật đây ra là sau đây là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Thật ra là cái trái đấy đá là đúng theo kiểu năng của mình thôi, chứ đồng đội chẳng làm được kia mình. Còn quay đâu. Quá quay chó này mày. Con nó chịu. Đá theo kiểu năng của mình. Đây cầu, ok.